Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Và ngày hôm nay trong chương trình xe về trong ngày hôm nay rất là nhiều xe, tổng cộng khoảng 10 xe, từ 4 chỗ cho đến 5 chỗ cho đến 7 chỗ, rất là nhiều chủng loại khác nhau. 290 triệu, 250 triệu chứ. Có Camry Altis 2017-18, Camry Ken 2016, Vios và một loạt xe gầm cao ở đây. Cross 2022 nè, CX8 nè, Fortuner máy dầu số tự động, Fortuner máy xăng, Innova số tự động và rất là nhiều xe. Thì nghĩ là trong cái clip này có thể là đáp ứng được nhiều nhu cầu của rất nhiều bạn, từ mức giá từ 4 chỗ cho đến 5 chỗ cho đến 7 chỗ. Và các bạn theo dõi để xem nào cái nào phù hợp với mình và lựa cho mình chiếc xe mà các bạn đang cần tìm nhé. Đây các bạn, hôm nay thì có khá là nhiều xe, kể cả 4 chỗ cho đến 5 chỗ cho đến 7 chỗ ha. Và mình bắt đầu đi từ dòng gầm cao trước đi ha. Đây, đây là một bạn Fortuner phải nói là rất là keng và cộp, 2019 số tự động nhập Indo, một đời chủ biển Sài Gòn, mới lấy về tức thời, 15.000 cây số. Đó, 15.000 nha, biển Sài Gòn. Bỏ zin theo xe đây. Đó, giúp bỏ zin theo xe ha, 15.000. Cha, cái tình trạng mà nhiều xe như vậy chắc chỉ lướt sơ thôi ha. Xong chỉ zin theo xe hết nè. Cái ly lông trên vô lăng cũng chưa lọc ra nữa. Hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode ha. Màn hình zin theo xe. Ghế đây. 15-16.000 cây, thôi mình cứ nói 15.000 cho nó tròn tròn đi ha. Xe này thì vỏ xưa cua chạm nhẹ thôi nha. Tại do đi đường cao tốc bạn bị cán đinh, bạn sợ quá bạn mới thay, hơi ủ một chút xíu nhưng mà không sao. Chạm thôi. Bỏ zin theo xe đây. Các bạn nhìn này. Đúng chất ha. Vỏ xưa cua đây. Đó. Còn thơm mùi mới nè. 2019 nhập Indo máy xăng 15.000 cây số và giá 920 triệu. Biển Sài Gòn một đời chủ nha. Bốn đất vỏ zin. Các bạn cứ lên đổi xe ha, rất là nhiều xe đẹp. Mình coi máy nè. Keo chỉ zin hoàn toàn. Đèn đây. Hồi nãy mới vừa về một chiếc Fortuner máy dầu 2022 thì đúng nửa tiếng đồng hồ khách đã chốt cọc ha. Đó. Máy xăng số tự động nhập Indo giá chỉ có 920 triệu 15.000 cây số. Và đây là bạn Innova 2016 nè. Số tự động 2016 số tự động nha. Mấy xe này các bạn đi gia đình thì rất là tuyệt. 100.000 cây số ha. Một đời chủ. Trần đây. 2016 nha, chứ không phải 2015, sản xuất 2016 luôn. Vô lăng. Hơn 400 triệu có một chiếc xe đẹp. Đi gia đình thì quá là thoải mái và rộng rãi. 30 tháng 4 về quê các bạn đi miệt mài luôn, không hao xăng. Đó, biển Sài Gòn. Lý lịch đây các bạn cứ test ha. Kiểm tra thoải mái luôn. Không có tì vết gì. Keo chỉ zin nè. Rồi, chúng ta coi máy nè. Cabo zin chưa tháo mở ha. Đó. Số tự động Innova số tự động 2016 460 triệu.
thì nghĩ là mức giá khá hợp lý cho các bạn xài một chiếc xe đẹp 26 nhé. Rồi tiếp theo đây là một bạn Cross 2022 8.000 cây số. Bạn này thì miễn tỉnh này, miễn tỉnh thì các bạn ở tỉnh mua chỉ đâu đó 10 triệu tiền sang tên thôi ha. 8.000 cây đúng chất. Mức tiêu hao của Cross có 7 lít và đường trường chỉ có 5 lít 9 thôi, rất đẹp. Nội thất đen. Xe này còn bảo hành tới cuối 2024 đầu 25. 2022 nè, tới 2025 luôn. Theo chương trình của Toyota vẫn còn bảo hành ha. 8.000 cây. Bản này là bản xăng full nha, bản xăng full có cửa sổ trời và có radar trước, SenseQ gói an toàn chủ động. Vỏ Michelin. Đây. Vỏ sư cua chưa chạm đất. Keo chỉ zin hết nha. Xe này còn bảo hiểm của Toyota. Đó, còn bảo hành, còn bảo hiểm 2 triệu. 800 triệu, 810 triệu đi. 810 triệu, 8.000 cây số 2022 nha. Và ra tên các bạn ở tỉnh thì 820 triệu ra tên. Ốc cabo đây, còn mẫu hình. Màu trắng 2022, rất đẹp ha. Bãi xăng full nhé. Có đầy đủ hết. Bảo hiểm 2 triệu còn luôn. An toàn chủ động nè, SenseQ nè ha. Lịch làng đầy đủ hết. 810 triệu 2022 Cross mới vừa về tức thời hôm nay. Và đây là Mazda CX-8 cuối 2020 bản Luxury. Mặc dù là bản Luxury nhưng mà mình thấy cũng đầy đủ chức năng rồi. Nè cũng hai bộ nhớ ghế nè. Có hai bộ nhớ ghế nè, da này cũng rất là đẹp luôn, da xịn nè. Đầy đủ hết á. Đâu có thiếu chức năng gì nữa đâu. Auto hold rồi phanh tay điện tử, các chế độ lái này. Còn thiếu gì đâu ha. Mazda CX-8 7 chỗ. Cốp điện cũng có đầy đủ rồi nè. Luxury 40.000 cây số. Xe đảm bảo zin theo xe. Không tì vết nha. CX-8. Cũng có cốp điện luôn này nè, Luxury cốp điện luôn. Chạy thì đâu có thiếu gì nhiều chức năng đâu ha các bạn. Đủ rồi, mới hình như xe như đó đủ rồi. Đó. 7 chỗ. Gầm đây rất đẹp. 40.000 cây số Luxury. 840 triệu. Mazda CX-8 ha. Cuối 20, sản xuất 20, hai ghế điện luôn này, rộng rãi. Ốc cabo đây, chưa tháo mở nha, cabo zin 100%. Đó. Giá của bạn này 840 triệu. Đâu đó xe xích chút xíu nữa ha. Rồi. Mazda CX-8 40.000 cây số. Rồi đây là một bạn Fortuner máy dầu số tự động 2019. 95.000 km. Giá 865 triệu. Xe biển tỉnh. Màn hình Android đầy đủ các option. 95.000 cây ha. Đó. Fortuner máy dầu số tự động.
cuối 2019 ha. 865 triệu. Tiêu hao nhiên liệu rất là ít. 8 lít 3 và 6 lít 9 đường trường. Xe này mình thùng còn đẹp, lưới sơn zin còn đẹp. Bỏ xe cua. Đây, chúng ta coi nội thất phía sau. Máy dầu số tự động, bữa nay giá cũng xem với lại số sàn nữa ha. Số sàn cũng 881, thêm mấy chục nữa được số tự động đi khỏe. Rất tiết kiệm luôn. Xe không tì vết nhé. Đây là những xe mà về trong ngày nha. Còn trong kia mình còn khá là nhiều xe để cho các bạn chọn lựa. Máy dầu số tự động 865 triệu. Rồi. Tất cả các xe mình vừa quay đều làm ngân hàng được. Các bạn chỉ cần 40% là vay được ngân hàng ha. Và đây cũng vừa về Fortuner. Máy xăng. Xe này bảo dưỡng keng lắm. Đầu tiên của một cái anh người Trung Quốc, anh đi rất là kỹ ha. Và xài xe kỹ lắm, anh là kỹ sư. Còn nguyên đồ đây chưa có tháo ra ha. Hơn 10 vạn nhưng mà xe rất là keng và đẹp. 560 triệu 2015. Đó. Xe mới chưa kịp rửa. 565. Máy xăng một cầu không hao xăng mà đi thì ngon. Đi rất là ngon. 560 triệu. Rồi, bây giờ chúng ta qua những cái bạn xe 4 chỗ. Cái này là chiếc Vios G. Vios G 2020. 480 triệu. Màu trắng 40.000 cây số. Biển này biển Bình Phước, bạn nào ở Bình Phước mua xe này khỏi rút hồ sơ nè. Vios G ha. 40.000 cây số. Số tự động, bạn G. G ha. Không có ai đi đâu hết rồi. Mở mở máy cái này cho cô coi. Này Vios bạn G ha. Máy đẹp lắm. Mở luôn máy máy kia luôn đi con. Yeah. 480 triệu nha. Ai ở Bình Phước mua xe này. Rồi tiếp theo đây là một bạn Camry. Camry này 2016 mà đặc biệt một điều là mới 60.000 cây số, rất là keng. Chuẩn keng luôn, 2016. Đèn còn sáng trưng. Bỏ cho coi máy luôn con. 60.000 là máy phải đẹp lắm. Máy sơn zin led rồi, chưa rửa không. Mới vừa về, 2016. Ốc cabo đây, zin ha. Ốc cabo còn nguyên nè. Chiếc này phải chiếc 60.000 cây phải không? Chiếc này 60.000 đúng không? Có hai chiếc, một chiếc 17 với chiếc này 16 đúng rồi. Chiếc 17 trong kia chưa quay. Chiếc 17 chạy nhiều hơn. Phải không con? Đúng rồi, cô nghĩ đúng rồi, chiếc này đúng rồi. Hả? 57.000 hả? Chưa tới 60 hả? Còn chiếc trong kia thì là 8 mấy ngàn. Cái này 57.000 km. Đây. Có sạc pin không dây nè. À quên, sạc pin điện thoại nè. Màn hình zin theo xe. Đây. Vô lăng điều chỉnh điện, hai bộ nhớ ghế. Đầy đủ hết. Đi Camry thì khá ổn ha. 730 triệu. 2016.
Xe mới 57.000 cây à. Đó, đây các bạn coi ha. Test hãng đi. Ở đây mình bán có bao test nên là các bạn cứ cần đọc biển số đó, nhờ ai test cũng được ha. Mà chạy vô hãng test đi. Chuẩn luôn á, bảo dưỡng rất đều và hợp lý. Ghế này 57.000 km, 730 triệu ha. Biển số Sài Gòn. Rồi. Đây. Đây là một bạn Camry nữa mà dành cho những ai yêu Camry mà ít ít tiền. Xe đi chuẩn ngon nè. Mà bây giờ đăng kiểm đã tăng lên 1 năm thì mấy bạn này đi được nè. Có hơn 200 triệu à. 260 triệu hay 250 triệu gì đó, một Camry. Bạn này rất là keng nha. 3.0 bản V, máy V luôn. 2003 2004. Mà xe keng lắm. Cha, chìa khóa đâu ta? Chìa khóa của xe này đâu? Bị lóc cửa rồi. Xe rất là keng. Có hơn 200 triệu các bạn đi xe này ngon này. Bạn này bữa lên đổi CRV. Đi rất là ok. 250 triệu ha. Rồi. 203, 204. Đây là một bạn Antique. Antique 2017 mẫu 2018 rồi nha. Mẫu này là mẫu mới của 2018 này. Mẫu mới 2018. Đây. Xe chưa dọn, mới lấy về. Còn đang dọn dẹp 50.000 cây số. Bản này là bản E nhưng mà được cái mẫu mới 50.000 cây. Cho nên là giá là 520 triệu. Xe này dọn dẹp lên ngày mai sẽ rất là đẹp. Mức tiêu hao của anh Tiết có 5 lít 2 đường trường và 6 lít rưỡi đường hỗn hợp. Nội thất. Bản E nhưng mà được mẫu mới ha, mẫu của 2018. 520 triệu thôi. Đó. Antique. Antique nói trong kia mình có bản G 40.000 cây thì 540 triệu ha. Con này bản E. Nhưng mà được mẫu này mẫu mới hơn mẫu kia. Máy đây. Máy cũng đi OVVTi rồi nên là các bạn yên tâm, đi rất là mạnh và tiết kiệm nhiên liệu. 50.000 km. 520 triệu nha, à, có giảm đi. 510 triệu. Màu đen. Màu đen này các bạn ở ngoài Bắc thích hơn là trong này. Rồi coi còn xe nào. Rồi vừa quay gửi đến các bạn 10 xe vừa mới về ngày hôm nay. Và ngoài kia có một Innova màu trắng nữa nè. 2019-20 gì đó. Hả? Ngày mai mình quay đi ha. Đó, 10 bạn, 4 bạn xe 4 chỗ và đâu đó 6 bạn xe 7 chỗ. Gầm cao để cho các bạn chọn lựa. Và quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Số điện thoại là 0908 666 999 0903, 72 73 75. Bên góc trái các bạn thấy có hai số điện thoại của Hiền và của anh Thọ nữa. Máy Hiền bận thì các bạn cứ gọi anh Thọ ha. Anh Thọ là phụ trách dưới 806 quốc lộ 13 Bình Phước, Thủ Đức. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ nha. Hẹn gặp lại các bạn và vào chương trình ngày mai, có còn rất là nhiều xe hot đang chuẩn bị về. Cảm ơn các bạn.